Xin chào các bạn, hôm nay thì tôi muốn gửi đến các bạn một chiếc xe có thể nói là nó sẽ rất phù hợp với những anh em có nhu cầu chạy dịch vụ, ví dụ như là Grab, Uber, Uber đã rời khỏi Việt Nam rồi, chạy Grab hoặc là đưa đón gia đình nhỏ. Đó chính là chiếc Toyota Wigo này. Sở dĩ tôi nói nó phù hợp vì nó có một số lý do mà tôi nghĩ là cái tính thực dụng nó sẽ hiệu quả hơn ở trong cái trường hợp này. Thứ nhất là về giá bán, thì như các bạn đang quan sát là đây là chiếc xe Toyota Wigo phiên bản số sàn đang có giá niêm yết là 345 triệu. Tuy nhiên thì giá bán thực tế của mẫu xe này nó sẽ chỉ loanh quanh ở mức khoảng tầm 320 triệu và được tặng kèm đầy đủ tất cả các phụ kiện, ví dụ như là dán phim cách nhiệt, trải sàn, bọc vô lăng, bọc ghế da. Đó, về các bạn chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm thêm cái gì cả. Và để mua được cái mẫu xe này thì ngoài cái chương trình trả thẳng 100% giá trị xe, các bạn có thể lựa chọn hình thức trả góp. Thì các bạn chỉ cần trả trước khoảng tầm 15% giá trị xe cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm thôi, chúng ta đã có thể sở hữu một cái mẫu xe Toyota Wigo như này mới 100%. Và đặc biệt là nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan luôn, và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia luôn. Đó, mặc dù chỉ là bản số sàn thôi, giá bán hơn 300 một chút. Mà các bạn, như các bạn đã quan sát này, phần đuôi xe thì là đèn 3D giả LED này. Đấy, la răng là la răng đúc phay cắt 14 inch, tạo hình rất là đẹp. Tay nắm cửa thì nó mang nhiều cái nét ngoài cổ của dòng Toyota trước đây. Gương có tích hợp xi nhan báo rẽ, và ở phần đầu xe chính là phần mà nó vượt trội hơn tất cả các đối thủ còn lại, đó chính là cái bộ đèn halogen projector. Nó chỉ, mặc dù nó chỉ là ánh sáng vàng các bạn nhé, nhưng mà nó đã có cái halogen, nó đã có projector bóng bi này, đèn cốt, đèn pha, xi nhan, và dưới này chúng ta có đủ gầm sương mù, đèn gầm sương mù luôn. Đó, thứ nhất là về ngoại thất là các bạn gần như không phải làm thêm cái gì rồi, đèn ngon lành, ok rồi. Nếu có thích thì thay cái nhân bóng led, giá đâu đó loanh quanh khoảng hơn 1 triệu, và chúng ta sẽ có một chiếc đèn ánh sáng vàng ở phần đuôi xe. Đây, mặc dù chưa có được trang bị camera lùi, tuy nhiên thì chúng ta lại có sẵn cả cảm biến. Đó, và như các bạn đã quan sát là phần dưới đuôi xe được tạo hình khá là thể thao, những cái đường gân cắt rất là cứng cáp. Wigo này có rất nhiều màu sắc để cho các bạn lựa chọn nhé. Đây là màu đen này, ngoài ra chúng ta còn có một số các màu khác bán chạy, ví dụ như là trắng, bạc, cam, đỏ, xám lông chuột. Xám lông chuột cũng rất là đẹp. Đây, tôi mở cái cốp lên một chút cho các bạn xem. Đây chính là cái cốp sau của chiếc Wigo này, cũng khá là rộng rãi. Có cái khay để hành lý này thì cũng rất là tiện này. Đó, chúng ta có thể để ở trên này, gỡ cái khay này ra được. Đó, và dưới này thì có kích lốp dự phòng, bộ dụng cụ sửa chữa. Đó. Và chúng ta ngó qua chút cái không gian nội thất đi, xem một cái mẫu xe như này thì nó có rộng hay không. Đầu tiên này, đó chính là cái hàng ghế thứ hai. Đây, như các bạn đã quan sát này, rất là rộng đấy, không đến nỗi nào đâu. Vì đặc trưng của Toyota là xe thường rất là thoáng. So với cùng một mẫu xe cùng phân khúc thì chiếc Toyota nó rất là thoáng, xe tựa đầu đầy đủ. Đó, không gian trong xe có thể nói chấp nhận được với một cái mẫu xe có kích cỡ nhỏ như này, rộng hơn Morning rất là nhiều, và bề ngang thì xem V10. Đó, chính là cái không gian của khoang hành khách. Ở khoang cabin, chắc là một số khách hàng cũng sẽ hơi thất vọng một chút về cái khoang cabin này. Tuy nhiên thì chiếc xe chỉ có giá khoảng hơn 300 triệu thì thật sự là chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều với một chiếc xe mới 100% lại còn được nhập khẩu nguyên chiếc. Ở đây chúng ta sẽ có xây kính, điều chỉnh gương điện, cô lăng thì giả da thôi, có tích hợp nút bấm, đầu CD, điều hòa chỉnh cơ, đầu CD và điều hòa chỉnh cơ, chìa khóa dặn cơ, dĩ nhiên là không để có start top ở mẫu xe được. Hộp số sàn 5 cấp. Đó, phanh tay đạn cơ. Và đặc biệt là mẫu xe này thì được trang bị sẵn hai túi khí tiêu chuẩn dành cho người lái và hành khách phía trước. Ở mẫu xe này thì đang sử dụng động cơ là 1.2 lít đi kèm hộp số sàn 5 cấp cho công suất đâu đó xấp xỉ gần 100 mã lực. Và đặc biệt đây chính là thông số tiêu hao nhiên liệu.
rất là thấp, 5,16 lít cho đường kết hợp, 6,8 lít cho đường trong đô thị và đường trường chỉ tốn khoảng 4,21 lít thôi. Con số này đã được rất nhiều các anh em tài xế xác nhận vì mức độ ăn xăng rất là ít. Hiện tại thì mẫu xe này đang có đủ màu giao ngay tại Toyota Thăng Long với mức khuyến mại dao động từ 25 đến 30 triệu tùy thời điểm. Mọi thông tin chi tiết về mẫu xe này cũng như thủ tục trả góp, quý hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số hotline miền Nam và miền Bắc để được phục vụ tốt nhất. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.